Năm vừa qua, xuất khẩu rau quả là điểm sáng nổi bật nhất trong các mặt hàng nông sản với kim ngạch đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng gần 70%. Các sản phẩm trái cây chủ lực như là sầu riêng, thanh long đóng góp đáng kể vào kết quả này. Bên cạnh đó, việc nhiều loại trái cây đặc sản địa phương đã có được lần đầu tiên xuất ngoại sang các thị trường tiêu chuẩn cao cũng cho thấy sự nỗ lực của người nông dân, doanh nghiệp cho đến các cơ quan chức năng trong việc chủ động tận dụng các cơ chế thương mại tự do để mở rộng thị trường. Câu chuyện trái bưởi Diễn vừa có lô hàng đầu tiên xuất khẩu đi Hoa Kỳ là một ví dụ. Đây là những gốc bưởi Diễn vừa cho quả trong đợt hàng đầu tiên xuất khẩu đi Hoa Kỳ. Một gốc có khoảng gần 200 quả thì chỉ khoảng 40 quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Quả bưởi Diễn không chỉ đạt về độ ngọt và kích thước mà thậm chí kể cả vỏ cũng phải bóng và đẹp. Đây ví dụ như quả này, đạt được tất cả các tiêu chuẩn, song chỉ vì số chấm trên vỏ đạt quá 10 chấm thì cũng không thể xuất khẩu được. Vườn nhà anh Hòa có 400 gốc bưởi. Là năm đầu tiên trồng bưởi Diễn xuất khẩu. Ngay từ đầu vụ, anh Hòa đã phải chăm cây theo đúng quy trình và cũng tốn nhiều công hơn trước. Bã đậu tương được ngâm lên men, dùng để bón khi cây đã đậu quả. Bẫy ruồi vàng phải treo dày khắp vườn, tránh bị đục quả. Vụ thu hoạch vừa qua, cả vườn có được hơn 1 vạn quả đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chăm từ lúc chưa có quả cả, khỏe từ cây. Đấy, xong thì bắt đầu ra hoa đậu quả, mình chăm suốt chu kỳ sâu bệnh, nấm thì mã mới đẹp được. Còn độ ngọt nữa thì lại vừa chăm như là mình bón phân, hoặc là do chất đất nữa, hoặc cây non quá thì nó không ngon được. Tại nhà máy, cán bộ kỹ thuật tiếp tục thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên để đảm bảo các chỉ số của quả bưởi phải đạt yêu cầu của nhà nhập khẩu phía Hoa Kỳ. Ngoài hơn 900 chỉ tiêu về bảo vệ thực vật phải đạt được, thì hình thức quả và đặc biệt là độ đường cũng rất quan trọng. Không đạt đều phải loại ra. Gần như 100% quả bưởi đều đạt được cái chất lượng, cái hương vị nó đều ngon ngọt. Vào Hoa Kỳ hiện giờ chỉ có là bưởi da xanh của Việt Nam, Bến Tre và cái bưởi của Trung Quốc, vỏ vàng và ruột trắng cũng tương tự như bưởi Diễn. Nhưng mà thực sự là cái bưởi của Trung Quốc thì không có vị ngon như là quả bưởi Diễn. Từ những cái thử nghiệm lô hàng đầu tiên này, chúng tôi cũng sẽ có cái chỉ đạo. Thứ nhất là sẽ quy hoạch lại các cái vùng sản xuất, vùng trồng. Cái thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ để xúc tiến thương mại và hỗ trợ người dân để cùng đáp ứng các cái tiêu chuẩn. Hiện nay đang là đợt thu hái cuối cùng của vụ bưởi Diễn. Dự kiến sẽ thu hoạch được khoảng gần 20 tấn bưởi đạt chất lượng, đủ đóng thành một container nữa, xuất khẩu đi Hoa Kỳ ngay trong dịp Tết năm nay.